Hello, xin chào tất cả mọi người nha, lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì thời gian vừa rồi thì là do bận một số công việc cá nhân nên Phước không có kịp ra video cho anh em. Thì hàng mình về rất là nhiều luôn nha anh em. Thì hôm nay Phước cũng cố gắng sắp xếp thời gian để quay cho anh em xem. Hàng hôm nay thì ngoài điện thoại ra thì mình có thêm một cái máy tính bảng iPad mini 1 nữa nha. Con này giá có 600k thôi. Hôm nay mình về rất là nhiều hàng luôn. Hàng hôm nay giá chỉ từ 190k cho tới máy cao nhất là 1.290.000 thôi nha anh em ơi. Rồi thì Phước sẽ vào trực tiếp máy ngày hôm nay luôn. Và trước khi vào máy thì Phước xin nói lại là cửa hàng của mình nó nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì ghé qua xem máy. Anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Hình thức đặt cọc là anh em cọc bằng chuyển khoản hoặc là cạc điện thoại đều được. Mạng Viettel, Vina, Mobi đều ok hết nha. Và khi hàng tới anh em được mở máy ra kiểm tra trước khi thanh toán. Hàng bán ra bao cho anh em xài 7 ngày, lỗi đổi máy khác. Và mình bán máy cũ nên mong anh em đừng hỏi mình là máy còn zin hay là máy đã qua sửa chữa chưa nha. Thì máy cũ rồi anh em, nên là mấy vấn đề đó là khó tránh khỏi. Nên mình ở đây bán là bao cho anh em chức năng, xài ok hết từ A đến Z. Và máy nào zin thì Phước sẽ nói trong quá trình quay cho anh em xem. Còn nếu mà mình không nói gì hết thì nghĩa là máy đã qua sửa chữa hoặc là đã thay linh kiện rồi nha anh em ơi. Dạ rồi, thì Phước sẽ vào máy đầu tiên. Đầu tiên trên tay mình là một con Vivo giá 190k. Thì con này thì mỗi chức năng nói chung là máy ngon, pin ok lắm. Nhưng mà anh ở đây nè, là nó nhận sim nhưng mà nó không lên được 3G. Nó không lên nổi 3G nha, nó chỉ có màn e thôi. Với lại là nó không xài được wifi, nó bị lỗi wifi luôn. Thì mình bán ở đây, mình bán cho anh em chủ yếu là anh em nghe gọi để chụp hình, nghe gọi chụp hình đồ chơi ha. Nó cũng ok hơn một con cừu bắp nhiều. Rồi, để cho anh em con này 190k, một con Vivo màu trắng này, 190k không xài được 3G. Nghĩa là nó vẫn có mạng nha anh em, nó vẫn có mạng mà nó không lên được 3G. Rồi ha. Không lên 3G và không xài được wifi, 190k, pin rất là trâu bò luôn, một con Vivo 190k. Rồi, tiếp theo là con Samsung G530. Thì con này mình có quay clip trước rồi và khách cũng đã mua. Và bây giờ khách cũng muốn đổi lại là mua một con khác thì mình mới lấy lại về đây. Thì cũng để lại cho anh em giá cũ chỉ 190k thôi. Thì con này là Samsung G530. Nó không có tiếng Việt Nam, nó là bản Mỹ nên không có email SIM. Nó không xài được SIM, wifi vẫn xài ok. Vẫn tải được Zalo, Facebook, YouTube thoải mái nha anh em. Nói chung nó không xài được SIM thôi. Con này anh em về cho bé xem phim nghe nhạc ok, vẫn xài được Zalo bình thường, cam khiết ok. G530, RAM 1, ổ nhớ 8GB, 190k luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo đây là một cái huyền thoại iPhone 4S. Đó, ngoại hình cũng còn rất là đẹp, đẹp keng luôn ha. Nè, bị nứt ở đây thôi. Rồi, để cho anh em con này giá 250k. Mình đã tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube thì mình coi trên Safari nha anh em. Mình đã tải sẵn cho anh em cái Messenger, TikTok, Zalo và Facebook rồi ha. Mình cứ về là xài. Và con này mình bán mình sẽ kèm cho anh em một cái dây sạc luôn nha. Để cho anh em coi máy ha. Coi cam vẫn còn ok nha anh em. Cam đây giờ là cam trước nè. Đó, vẫn ok ha. Rồi mình sẽ tặng cho anh một cái cáp sạc. Và cái cáp sạc của mình tặng cho anh em, nó cáp nó hơi cũ rồi nên là nó hơi lỏng một xíu. Anh em chịu khó cắm và để cho nó cố định thì nó vẫn ăn bình thường nha. Để cho anh em con này giá 270k iPhone 4 ha. Đó, rất là cứng cáp luôn, nghe gọi Zalo, Facebook vẫn bình thường ha. 280k. Rồi, tiếp theo là 280k là Samsung Z2 Rim, RAM 1.5, bộ nhớ 8GB, mọi chức năng xài ok, sim sóng nghe gọi ok luôn. 280k luôn nha anh em. 280k thôi. Đó. Con này nút nguồn nó thụt vô trong một xíu mà anh em bấm vẫn ok nha. Viền vứt vẫn còn khá là đẹp ha. 280k. Rồi, tiếp theo là 350k là con HTC này, 350k. Đây, nó bị mực màng nha anh em. Đây, anh em này, nó bị mực màng này, anh em thấy không? 350k. Đây là thông tin của máy đây. Xin lỗi anh em, mình cầm một tay nên nó hơi trơn.
Đây, thông tin của máy. Đây là phiên bản Android 6 chấm, phiên bản HTC Sensei ha, Sensei 7.0. Thì mình sẽ xem bộ nhớ cho anh em ha. Còn này bộ lưu trữ đây, 32GB nha anh em, RAM 3 với 32GB nha. Để cho anh em con này giá 350k thôi. HTC ngoại hình cực kỳ đẹp luôn, chỉ bị mực màn thôi. Chỗ này là cái sổ khe SIM 1, bên đây là SIM 2 nha anh em. Khe SIM 1 vẫn còn nha, nó chỉ mất nắp đậy thôi nha anh em. 350k HTC Sensei 32GB, bị mực màn nha, bị mực màn. Đây nè, bị 1.000 ngay góc thôi ha, còn lại là ok. 350k, quá ok luôn anh em ha, máy cực kỳ đẹp luôn. Dạ rồi, tiếp theo là 350k là anh em sẽ sử dụng một con Sony L1. Đây con này bản RAM 2, bộ nhớ 16GB. Anh em để ý ở xung quanh viền của nó bị ố đen nha anh em, xung quanh viền nó bị ố đen nha. Ở, nó chỉ có vậy thôi. Rồi, nó mất nắp đậy khe SIM luôn nè. Mất nắp đậy ra nha, chứ mày mất khe SIM nha anh em. Còn lại mỗi chức năng xài vẫn ok, sạc tay xì luôn, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Rồi, phước để cho anh em con này cũng giá 350k luôn nha anh em ơi. 350k thôi ha. Sony L1, RAM 2 bộ nhớ 16GB, 350k. Rồi, tiếp theo là 390k. Dạ, đây, 390k thì đây là con VS Max Star. Con này mình nhớ là Star 3 hay Star 4 gì đây, mình quên mất tiêu rồi. Để mình xem. À, đây là con Star 3, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đây nó chỉ bị mực màn thôi. Đó, nó trên đây nó xấu một xíu, xấu một xíu. Còn lại một chức năng ok. RAM 2 bộ nhớ 16GB, sạc Type-C, pin khá là ok luôn ha. Để cho anh em giá chỉ 390k thôi, ngoài hình có trầy xước nhiều, cam kết vẫn còn ok. 390k cho anh em chữa cháy, bao ok luôn ha. Chỉ 390k thôi, VS Max Star 3. Dạ rồi, tiếp đây là 390k thì con này là Samsung Z7 2015. Pin còn ngon, màn cũng ám nhẹ thôi. À, màn ám nhẹ thôi đây anh em. Đó, màn ám nhẹ thôi ha. Con này lỗi nhỏ đây là anh em để ý nè, cái cam sau của nó. Cam sau nó hơi xấu ha. Cam sau hơi xấu, còn cam trước cực kỳ đẹp. Đó. Rồi, các viền vứt thì nó có trầy nhiều rồi, cho nó cũng đã khá lâu rồi anh em, nó khá cũ rồi ha. Thì bán cho anh em giá chữa cháy là 390k thôi, thì mong anh em đừng có chê nó nha. Nói chung là mình kiếm mấy cái máy để cho anh em chữa cháy thời buổi kinh tế khó khăn mà. À, nói chung là bao cho anh em xài không bị loạn liệt gì hết. RAM 2 bộ nhớ 16GB, Zalo, Facebook, YouTube vẫn còn thoải mái lắm nha. Rồi, 390k luôn. Rồi, tiếp theo là 450k đây anh em ơi. Chỉ 450k thôi, rồi anh em để cái màn nè. Đó, nó chỉ bị vậy thôi. Mình thật sự không biết nó bị gì nha. Thật lòng luôn là không biết nó bị gì hết. Rồi, còn lại mỗi chức năng vẫn xài bình thường. Đây là con VS Max B3. Con VS Max B3, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Mọi chức năng ok, pin cũng khá là ok luôn. Ngoại hình cũng rất là đẹp. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Rồi, để cho anh em con này giá chỉ 450k thôi ha. Nhìn như cứ như là iPhone X đó nha anh em ha. X Max vậy đó. Rồi, để cho anh em con này giá cũng chỉ 450k thôi. 450k nha. Dạ rồi, tiếp theo 490k. Đây, con này là con này là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Đây là Z7 Rim, vỏ vàng, màn hình đen, nút không trắng. Đây, con này thì nó bị lỗi nhỏ vậy nè anh em. Đó, màn anh em thấy nó đớm không? Đớm đây. Đớm ngay đây và đớm ngay góc trên đây nữa ha, nó chỉ có vậy thôi. Còn là mọi chức năng xài ok, Samsung Z7 Rim, không bị nứt vỡ gì hết nha. Samsung Z7 Rim. RAM 3 với 32GB, con này chơi game Zalo, Facebook, YouTube thoải mái, bao mượt mà. Để cho anh em con này giá chỉ 490k thôi nha anh em, Samsung Z7 Rim 490k. Rồi, tiếp theo đây là Redmi 5 Lut, con này bản 332, không có ai, không có tài khoản Mi, anh em reset thoải mái, pin cũng khá là trâu bò luôn. Lo con này cực kỳ lớn nha anh em, mình nhắc lại con ROM Redmi này rất lớn luôn nha, cực kỳ lớn luôn. Mi 5 Lut. Rồi, để cho anh em con này cũng giá 490k thôi ha. Redmi 5 Lut. Rồi, 490k rồi, bắt đầu để mình qua bên đây. Xíu. Rồi, đây là 550.000, 550 nha.
iPhone 6 bản 16GB. Con này có iCloud, anh em không reset, màn hơi xấu. Đây, màn nó hơi xấu nha anh em. Mất vân tay rồi ha. Đó, màn anh em để hơi xấu. iCloud mình bao cho anh em, iCloud không bị khóa nha. Anh em chỉ cần đăng nhập vào iTunes là tải bình thường thôi. 16GB. Mình muốn tải gì mình đăng nhập vào iTunes là mình tải bình thường nha anh em ơi. Để cho anh em con này giá 550 thôi. Tình trạng pin 100 ha. SIM sống nghe gọi mình test thử ok hết rồi. Để cho anh em giá 550, ngoại hình rất là đẹp luôn. 550k. Đây con 6. 6 thường nha. Rồi, tiếp theo là 590.000. Đầu tiên là con Oppo F1S. Rồi, con Oppo F1S nha, màn hình có vài chấm phản quang nè anh em. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Thì con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh em ơi. Android 5.1 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Để cho anh em cái này, con này giá chỉ 590k thôi. Con này mình mới vô bóc keo luôn anh em. Mới vô bóc keo luôn nè. Ngoài hình thì nó cũng có cứng mấp nhẹ nha. Chung bán anh em với giá chữa cháy mà. Rồi, để cho anh em này giá 590k. Oppo F1S RAM 4 bộ nhớ 64GB. Rồi, tiếp theo là 590k nữa thì mình có con Oppo F3 bị xước phin, có nghĩa giống vậy nè. Nó bị trắng bên trong anh em thấy không? Đó, con này là Oppo F3. Nói chung nó cũng gọi là màn xấu anh em. Nói chung mình để báo cho anh em màn xấu gì đi ha. F3 nè, Android 6 chấm, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Nó bị xước phin nè anh em nhìn kỹ nha. Đó, nó bị trắng anh em thấy không? Ha, còn lại một chức năng cũng khá là ok. Nút tăng giảm âm lượng con này hơi khó bấm xíu nha anh em. Mình bấm một tay nó hơi khó bấm. Cái nút này nó cũng hơi khó bấm nha. Nó vẫn không bị liệt, loạn liệt, nó không bị liệt nha anh em, nó bấm vẫn ăn bình thường nha. Tại mình thao tác một tay hơi khó. Anh em bấm bằng hai tay nó vẫn ok bình thường. Nói chung bấm vẫn bình thường nha anh em. Anh em bấm nặng vô, tại vì nó mà người ta xài một thời gian trước á, cái miếng cao su bên trong này nó bị mòn rồi, nên anh em bấm mạnh vô nó vẫn ăn bình thường nha. Mình bao cho anh em bấm vẫn bình thường. Nó không có liệt đâu nha. Rồi, Oppo F3 này để cho anh em cũng 590k. Oppo F3 590k. Rồi, tiếp theo là con Samsung A01 RAM 2 bộ nhớ 16GB, pin trâu ha. Pin rất là trâu luôn. Mấy dòng này pin trâu lắm anh em, chạy ráp rồi cũng ok lắm nè. Màn zin luôn anh em. Màn zin theo máy nha. Con này thì màn zin nè. Anh em mấy con màn zin em để ý kỹ, nó hay bị ố viền lắm. Để ý kỹ nó hay bị ố cái viền anh em. Ngoại hình cũng còn khá là ok, nói chung không được đẹp lắm nha. Rồi, để cho anh em con này giá 590k Samsung A01 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Rồi, tiếp theo là 600k đây anh em. Đây là con Samsung A6 Lute nha anh em. Samsung A6 Lute thì tình trạng của nó chỉ bị mực màn thôi. Đó, mực ngay đây thôi. Còn lại mọi chức năng xài vẫn bình thường. Bản RAM 4 luôn nha anh em. RAM 4 32GB. Đây, RAM 4 bộ nhớ 32GB. A6 Lute máy cực kỳ mực mà. Anh em chữa cháy là cực kỳ ok luôn. Để cho anh em con này 600k. 600k thôi ha. A6 Lute. Con này sẽ cực kỳ sướng luôn nha anh em. Rất là mượt mà, pin rất là trâu luôn. Rồi, tiếp theo là dòng LG G6. Thì dòng này nó xài nó khá là nóng nha anh em. Anh em bình thường nó không sao, nhưng mà khi anh em bỏ sim vào xài mạng nữa, nó khá là nóng, nó ấm đó anh em. Nói chung là dòng này nó chủ yếu là anh em chơi sưu tầm thì ok ha. Còn mua cũng hoặc là mua chữa cháy thôi. Con này Samsung G6 bản RAM 4 và 64GB, hoặc là anh em mua về chạy chương trình cày game, treo game thì ok ha. Chứ còn xài thì nó cũng không ổn định lắm đâu. Tại vì mình thấy nó hơi nóng. Khi mình xài, mình test thử trước á, mình thấy nó khá là nóng nha anh em. Thì máy mình có sao mà nói vậy. Anh em mua về mất công kêu sao xài nóng quá, mình không nói, mình nói trước cho anh em hết rồi ha. Con này bản 332 nha anh em, xin lỗi. Con này RAM 3 với 32GB. Để cho anh em con này giá là 600k luôn. Đây là bị bông tróc thủy chứ không phải nứt đâu nha anh em. Bông tróc thủy thôi mà tróc sơn á. Sạc tây si. Rồi, con Samsung LG G6 này để cho anh em giá 600k. Rồi, tiếp theo là 590.000. Này 590.000 nha anh em. Để cho anh em con này 590 nè. Con này cũng giống như cái con 6G hồi nãy mà 550 á.
thì anh em thêm 40.000 lấy con này vẫn ok hơn. Con này thì 64 GB. Để mình hạ cái độ sáng nó xuống. 64 GB ha. Cũng mất vân tay, iCloud hiện không reset nha. iCloud hiện mình không reset. 64.590.000. Pin con này cũng 100 luôn. Ngoại hình con này không đẹp bằng con kia, mà cũng để 590k nha anh em. 590k iPhone 6G, pin 100, dính iCloud, bản 64 GB, không reset, 590k. Rồi, tiếp theo là con G4 Loot. Con này cũng để cho anh em giá chỉ 590k thôi ha. Này nó gần hết pin này. Bản RAM 2, bộ nhớ 16 GB, Samsung G4 Loot. Ngoại hình cũng có trầy xước nha anh em. Để cho anh em con này 590.000. 590k Samsung G4 Loot. Rồi, tiếp theo là Samsung A10. Samsung A10 anh em, ở đây mình có hai cây, một cây màu đỏ nè. Và một cây màu xanh dương. Rồi, để cho anh em hai cây này đồng giá của nó luôn nha, đồng giá của nó là 790k. Đây. 790k nha anh em. Ủa, xin lỗi anh em, mình báo giá lộn nha. Xin lỗi anh em, con này là Samsung A10. Thì con này mình để cho anh em giá 690k. Xin lỗi anh em, 690k ha. 690k Samsung A10. Hai cây mình có màu xanh và màu đỏ, 690k thôi ha. Hôm nay mình xả hàng giá rẻ cho anh em luôn, 690k thôi. Rồi, tiếp đây là con 6G. Con này là 16 GB, vân tay ok, iCloud sạch reset thoải mái luôn. Còn vân tay luôn nè anh em. Đó. Bản 16 GB ha, để mình coi pin. Pin con này là 77%. 77%. Rồi, pin zin theo máy luôn. Con này để cho anh em giá chỉ 690k, 690k thôi nha. Rồi, tiếp theo là 690k anh em. Đây là con VS Max Joy 3. Con này bản RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Rồi anh em để ý nè, cái màn nó bị phản quang, bị lót bên trong, anh thấy mấy nó một đường dầm xuống nè. Đó, thấy không? Nó chỉ có vậy thôi. Chơi 3, bản RAM 3 nhớ 32 GB. Sạc TC luôn ha. Chơi 3. Rồi nó chỉ có vậy thôi. Để cho anh em 690k, VS Max Joy 3. 690k. Rồi, tiếp theo là Realme C1, để cho anh em cũng 690k luôn. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Realme C1 ha. Bản RAM 2 bộ nhớ 16 GB, màn rất đẹp luôn, không ám mố. Vỏ thì có bị nhăm nhăm, này là do mang ốp anh em, ngốc lưng nhiều quá nên bị vậy thôi ha. 690k. Rồi, tiếp theo cũng iPhone 6S, bản 16 GB, mất vân tay, không iCloud, reset thoải mái. Pin con này nó không báo nha anh em, pin con này không báo, nhưng mà con này là mình đã thay pin mới rồi nên anh em xài cứ yên tâm. Để cho anh em con này cũng 690k iPhone 6S. 16 GB, không vân tay, iCloud sạch, reset thoải mái. Rồi, tiếp theo là con Oppo F3, con này thì để 6 anh em 690k tại vì con này rất là đẹp. Máy ngoài hình đẹp, màn đẹp luôn. Bản RAM 4 như 64 GB, cam đẹp luôn. Ngoại hình đẹp hơn con kia rất là nhiều, màn hình cũng đẹp hơn con kia rất là nhiều. Để cho anh em con này là 690k, Oppo F3, RAM 4 như 64 GB. Rồi, tiếp theo là 690k, đây là con Samsung C9 Pro, mực màng. Ơ, xin lỗi anh em, mới bị sọc hai đường. Samsung C9 Pro ha. Để cho anh em giá 690k, con này bản RAM 6, bộ nhớ 64 GB. Màn hình đẹp luôn. RAM 6 bộ nhớ 64 GB nha anh em, màn hình đẹp, Samsung C9 Pro. Đó. Rồi, tiếp theo là 790k, đây là con Nokia 6.1 Lite, con này là bản sách tay.
nên là mình đã phải đi chạy chương trình để nó có CH Lay nha anh em, bản 53 với 32GB 6.1 LUT. Thì anh em đừng reset nữa nha, mình đã reset sạch hết rồi và mình đã chạy chương trình có CH Lay cho anh em rồi, nên anh em đừng reset nữa ha. Anh em mà reset nữa là anh em phải đi chạy chương trình lại lần nữa đó, nên đừng reset nữa ha. Đó, con này bản 53 với 32GB, mình nói trước cho anh em luôn ha. Đó, anh em mà reset là sẽ mất đi CH Lay và phải đi chạy chương trình lại là tốn thêm 50.000 nữa đó. 6.1 LUT bản 53 với 32GB, để cho anh em con này giá 790k thôi, chỉ 790k. K nó bị nứt đây xíu nè anh em, nhưng K vẫn đẹp nha. Nó bị đường trầy đây nè, K vẫn đẹp. 790k iPhone 6.1 LUT. À rồi, tiếp theo là 790k đây con Samsung này, để mình xem Samsung như A20 đây anh em. Con này thì màn ám với lỗi cảm biến nha anh em. Lỗi cảm biến có nghĩa là khi anh em nghe gọi, đưa cái này, đưa cái điện thoại vào lỗ tai là màn hình nó sẽ tắt và tối luôn, nó không lên nữa. Thì anh em bấm nút nguồn nó sẽ lên bình thường, chỉ có vậy thôi. Với màn nó ám, để mình vô cho anh em xem, mà nó bị lưu ảnh lại với anh em thông tin của máy này. Rồi, đây là Samsung A20 ha, bản 53 với 32GB, màn ám. Để mình vô phần tin nhắn, tin nhắn nó sẽ thấy được thôi. Màn ám, nó màn ám nhẹ đây. Đó, màn nó lưu nhẹ lại đây nè, thấy không? Mọi người rất là kỹ cho anh em rồi ha. Màn nó lưu lại nè ha. Thì có vậy thôi. 790k Samsung A20 và lỗi cảm biến. 790k màn ám và lỗi cảm biến Samsung A20. Rồi, tiếp theo. Đây là một siêu phẩm. Đây là lâu lắm rồi mình mới thấy là một con Motorola rất là đẹp luôn anh em. Motorola G6 mà sạc tay si, anh em kiếm một con mà còn đẹp như vậy là khó lắm nha anh em ơi. Sạc tay si màn cực kỳ đẹp luôn. Đây, sạc tay si luôn ha. Bản RAM 3 với 32GB, chip Snapdragon 450. Con này chỉ dở cái là pin nó chỉ có 3000 thôi anh em, nên là nó nên là pin nó hơi hẻo một xíu ha. Nói chung là pin nó hơi pin nó ít quá, mà với một cái con màn hình như vậy thì pin như vậy là hơi ít, nhưng mà nó vẫn xài ok. Nói chung con này anh em mà mua đi ra ngoài cà phê là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sang trọng. Để cho anh em 850k về sưu tầm đồ cổ luôn ha. Motorola G6 sạc tay si, RAM 3 với 32GB, giá 850k. Cam chiếc cũng còn đẹp lắm nha anh em, bên mình cho anh em coi cam nè. Đó, đó, cảm rất là đẹp luôn ha. À, 850k. Rồi, tiếp theo là Samsung J7 LUT. Thì con này ngoại hình vỏ nó hơi xấu nha anh em, vỏ viền nó hơi xấu. Con này thì mình mới lột cái cường lực ra nên nó có còn cái viền cường lực đó anh em, chứ không phải là màng nó, chứ không phải là nó dơ, chứ mà nó bị vậy đâu ha. Nó hơi dơ để mình chưa lâu á. Rồi, Samsung J7 LUT RAM 4 và nhớ 32GB, để cho anh em 850k Samsung J7 LUT. Rồi, tiếp theo, đây là con J7 Pro, RAM 3 với 32GB, ngoại hình đẹp keng luôn. Sim sống nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube thoải mái, RAM 3 với 32GB, để cho anh em con J7 Pro này giá 890k. Samsung J7 Pro 890k. Rồi, tiếp theo là 850 là con Samsung A6, thì con này anh em để cái kính cam bị nứt này kìa. Mà cam vẫn đẹp nha anh em. Đây nè. Mình cho anh em coi cam, cam vẫn rất đẹp. Em đợi mình xíu ha. Máy ảnh đây. Này, cam rất là đẹp anh em à. Đó. Con này cái dấu chấm này là do máy nó bị lắc anh em, tại vì mình chưa reset máy ha, nên là anh em reset máy lại cái là nó mất cái dấu chấm. Dấu chấm này nè, ngay chỗ đây nè, do nó lắc máy nó bị vậy thôi nha. Anh em mà mua thì mình reset cái là nó mất tiêu à. Mình dám bao luôn nè, anh em thấy không, ra ngoài đâu có dấu chấm, đâu có dấu chấm trắng đâu, thấy không? Đó là do nó lắc máy nè, nó bị lắc á, nếu mới vậy thôi ha. Con này để cho anh em cũng 850k Samsung A6, bản RAM 3 với 32GB, 850k. Nó bị lắc máy thôi nha anh em, con này mình reset lại là mất bình, mất hết nha, nó không có gì trong đó luôn. Rồi, tiếp theo là Samsung, con này là A20 nữa nè anh em. Đây là một con A20 ha. Rồi, A20 này máy đẹp, màn đẹp, mọi chức năng ok, RAM 3 với 32GB, sạc Type-C, màn không bị ám mố gì hết nha. Đó,
Rồi để cho anh em con này giá 900k, 900k A20. 900.000 màu đỏ. Rồi, tiếp theo là Vietmark, đây là con Vietmark Activa. Con này thì màn ám. Màn ám nè, màn lưu ảnh đó anh em. Để anh em coi nè. Đó, anh em thấy màn để màn lưu ảnh không? Đó thì con này là RAM 6 bộ nhớ 64GB ha, RAM 6 bộ nhớ 64GB Activa, và này là cam thoại thục, nghĩa là cam sau, là cam sau nè. Rồi cam trước nó sẽ lôi lên nè. Đó. Cam rất đẹp luôn anh em, cam cực kỳ đẹp luôn á anh em. Em thấy cam nó quay rất là nét không? Cam rất nét luôn nha anh em. Đó. Để cho anh em con này giá 950 thôi. Activa RAM 6 bộ nhớ 64GB. 950k. Rồi tiếp theo đây là con M20 pin 5000 RAM bao nhớ 32GB M20 ha, Samsung M20 pin 5000 RAM bao nhớ 32GB. Pin rất là trâu bò luôn, để cho anh em giá 950 đó, Samsung M20 950k. Rồi tiếp theo là Huawei 8X RAM 4 và 64GB, máy ngoại hình cực kỳ đẹp luôn, mỏng rất khá là sang trọng ha, máy rất là sang trọng luôn nè, nhìn nó viền vứt đồ rất là vuông vứt ha, máy đẹp rất là đẹp luôn. Huawei 8X bản RAM 4 và 64GB Android 10 luôn nha anh em, RAM 4 nhớ 64GB, chip Kirin nè, 710, pin ok, sạc USB. Để cho anh em con này 980.000, 980k. Rồi tiếp theo là Oppo A12, bản RAM 4 mua nhớ 64GB, Oppo A12, mật khẩu là 1, 2, 3, 4, 5, 6. A12 bạn RAM 4 bộ nhớ 64GB, máy pin còn rất là ok luôn nha, lo cũng ok, lo pin rồi ok lắm nha anh em. Ngoại hình thì có trầy xước nha, con này ngoại hình có trầy xước. Màn đẹp luôn nha anh em, con này màn đẹp nha, màn rất là đẹp. À, con này người ta chơi game quá trời luôn nè, lo ok luôn nha anh em, pin cũng ok luôn. Rồi, con này cũng để cho anh em giá 980.000. A12, Oppo A12 980k. Rồi, tiếp theo là 1.050.000. 1.050k là A30, thì mình có hai cây, cây này là ok nè, là bản RAM bao nhớ 32GB. Mọi chức năng ok hết, cảm biến ok luôn. Mà chỉ RAM bao nhớ 32GB thôi nha anh em. Con này chỉ có RAM bao nhớ 32 thôi. Lưu trữ nè. Con này bản 332 thôi, RAM 3 nhớ 32GB, 1.050.000. Và con này bản RAM 464 thì con này cũng 1.050.000 luôn, thì con này bị lỗi cảm biến anh em. Con này bản 464. Con này lỗi cảm biến ha. Đây xíu nha. Bản 64 mà RAM 4 nè, bộ nhớ 64GB. Thì con này thì nó lỗi cảm biến, thì mình bán đồng giá với con kia luôn. Là con này 1.050k luôn nha anh em. Hai cây A30 đẹp như nhau á mọi người. Nó đẹp như nhau hết. Rồi 1.050.000. Rồi tiếp theo là con Huawei Nova 3i, con này máy cũng còn rất là đẹp luôn. Con này 1.100.000. RAM 4 bộ nhớ 128GB Nova 3i. 1.100.000. Bay nè. RAM 4 bộ nhớ 128GB, chip con này bằng cái con Huawei 8X nãy luôn nha anh em. Đó, Huawei Nova 3i, RAM 4 128, 1.100.000. Rồi, tiếp theo là 1.100.000 nữa là đây.
Con này là Samsung A03 giá 1,1 triệu. Thì con này á, thì mình nghe mình thấy cái loa nó không được lớn, thì mọi người mà mình cho mọi người nghe thử ha. Mình nên là mình báo cho tình trạng loa nhỏ cho anh em nghe trước vậy đi nè, anh em nghe loa nó nè. Đó. Mình thấy nó không được lớn lắm. Còn lại mọi chức năng ok, sim sóng nghe gọi wifi ok hết luôn nha. Đó, đó cái loa đó anh em có nghe được không? Đó. Đây mình cho nghe lại lần nữa ha. Đây. Mình để xa luôn nha. Mất công để gần, anh em kêu để cái loa gần quá anh em nó mới nghe lớn. Đó. Rồi, để cho anh em con này giá 1,1 triệu Samsung A03. Máy đẹp keng luôn, đẹp long lanh luôn. Đẹp không chỗ chơi, không tì vết luôn anh em. Để anh em 1,1 triệu. Rồi, tiếp theo 1,1 triệu đó là con Huawei P30 Lite. Con này bị sọc một đường. Đó, một đường chỉ nữa anh em. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Con này anh em xài là cực kỳ sướng luôn. Đó, mặt có là full không, quên. P30 Lite. Xài cực sướng, sim sóng nghe gọi lo to rồi, các kiểu ok lắm nè. Huawei P30 Lite. RAM 6 128GB, xài cực kỳ sướng luôn nha anh em. Máy rất là đẹp, ngoài hình cực kỳ đẹp luôn, chỉ xong một đường chỉ thôi. Sạc tay si, pin trâu. Rồi để cho anh em con này giá 1,1 triệu luôn nha, 1,1 triệu. Huawei P30 Lite. Rồi tiếp theo là 1,290,000 thì đầu tiên là con A50 này. Thì con này bị lỗi vân tay thôi, còn lại một chức năng ok. Anh em cứ phải đi cân chỉnh lại vân tay mới được nè. Đó. Cần cân chỉnh lại vân tay ha. Thì anh em cứ để về xài vẫn ok bình thường. Nên mình bán mình báo cho anh em là lỗi vân tay. RAM 4 nhớ 64GB A50 1,290,000. Mất vân tay. Rồi, thì con này cũng 1,290,000 thì con này bị lỗi cảm biến. Con này là Samsung A750 RAM 6 bộ nhớ 128GB. Cái hình này là dễ sao mình quên rồi ta. Đây, chữ L nha anh em. Đó. Con này bị lỗi cảm biến. RAM 6 128GB. Lỗi cảm biến có nghĩa là khi anh em nghe gọi anh em đưa vô lỗ tai mình nó sẽ tắt màn hình và nó không sáng lên nữa. Nó chỉ có vậy thôi. 1,290,000 Samsung A750 RAM 6 128GB. Và cuối cùng là con iPad nha anh em. Con iPad mini 1. Con này vẫn xài Zalo, YouTube thì mình coi trên Safari, vẫn còn xài được Zalo, TikTok, Facebook, Messenger ok ha. Con này thì bản RAM 3 nhớ 32GB. Này nó hơi bự nên mình bỏ xuống ha. Bản RAM 32GB anh em, con này anh em reset thoải mái nha, tại vì nó không có iCloud, nó không dính iCloud nha. Đây. iCloud sạch nè. Bản RAM 3 nhớ 32GB. Đó, 32GB ha. Ngoại hình rất là đẹp, cam vẫn còn đẹp luôn, cam cũng rất là đẹp luôn nè. Anh em coi cam nè. Đó. Cam sau ha. Đó, cam trước nè. Lo rất là lớn nha, lo lớn pin trâu. Lo lớn pin trâu ha. Đây, mình coi quay ngoài hình cho anh em coi. Bị mớp nhẹ xíu ở đây nha. Đó, để cho anh em con này giá 600k nha anh em, chỉ 600.000 thôi. Mini 1 bản 32GB, iCloud sạch, bao reset. Thôi thì clip hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Cảm ơn em đã xem clip của Phước nha. Cửa hàng Phước xin nói lại là cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033 hoặc là 0366625453. Anh em nào ở gần thì ghé qua xem máy, anh em ở xa cọc trước giúp mình 50k, mình sẽ giao máy cho anh em nha. Hàng tới được quyền mở máy ra kiểm tra trước khi thanh toán. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.